Lầu Đế Tua Giêsu Christus ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình Thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay của chúng tôi. Thâm hụt ngân sách trầm trọng, tòa thượng phụ Jerusalem buộc phải bán đất ở Nazareth. Thông tấn xã Fides của Bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc cho biết, Tòa Thượng phụ Jerusalem đã bị buộc phải bán đất và một số bất động sản tại khu vực Nazareth để đối phó với tình trạng thâm hụt lên đến 100 triệu đô la. Nguyên nhân chủ yếu là do vấn đề tài chính trong việc xây dựng và ra mắt Đại học Mỹ Châu Ma ở Jordan. Tình trạng đã trở nên trầm trọng hơn vì các biến động không dự đoán trước được liên quan đến đại dịch coronavirus chính tòa thượng phụ đã xác nhận việc mua bán này với một thông cáo báo chí được công bố hôm thứ Sáu, ngày 12 tháng 6, đã phản bác các tin tức sai trái và vô căn cứ về vấn đề này đang lưu hành trong giới truyền thông và trên các mạng xã hội. Đây không phải là một chuyện bí mật gì cả, thông cáo nhấn mạnh. Trong những năm gần đây, Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem đã đạt đến một mức thâm hụt khổng lồ khoảng 100 triệu Mỹ Kim do các hoạt động quản lý kém cỏi có liên quan đến Đại học Mỹ Châu, Madaba. Các khoản nợ này liên quan đến các ngân hàng khác, không phải là ngân hàng tòa thánh. Trường Đại học Mỹ Châu, Madaba là một trường đại học liên kết với Tòa Thượng phụ Jerusalem, đã được Đức Giáo Hoàng, Đức Benito Đức 16 đặt viên đá đầu tiên vào ngày 9 tháng 5 năm 2009 và đã được khánh thành vào ngày 30 tháng 5 năm 2013 với sự hiện diện của vua Abdullah đệ nhị. Vào cuối năm 2014, tòa thánh đã phải can thiệp để giải quyết các vấn đề hành chính và tài chính liên quan đến việc xây dựng và ra mắt nhà trường. Một ủy ban được thành lập bởi phụ quốc vụ khanh để theo dõi các hoạt động của nhà trường đã hoàn thành nhiệm vụ và được chuyển giao cho một ủy ban địa phương dưới sự chủ trì của Đức Tổng giám mục Giorgio Lưu lúc đó là sứ thần tòa thánh tại Jordan. Đức Tổng giám mục Pierre Batista Pizzabala được bổ nhiệm làm giám quản tông tòa vào tháng 6 năm 2016 cũng là để tìm một giải pháp cho những vấn đề này. Trong 4 năm qua, một cuộc cải tổ lớn về việc quản trị đã được bắt đầu và theo đuổi. Nhưng với số tiền nợ khổng lồ và bất kể nhiều nỗ lực đã thực hiện, ngày càng trở nên rõ ràng rằng giải pháp duy nhất là bán một số cơ sở khác để thanh toán số nợ này. Chính quyền Nga cương quyết không trả lại ngôi nhà thờ cho người công giáo. Theo Asia News, cơ quan thông tin của Hội giáo hoàng truyền giáo hải ngoại, một tòa án tại thành phố Karov đã bác bỏ đơn kiện của người công giáo muốn được trả lại ngôi nhà thờ duy nhất trong vùng là nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu hay cũng còn gọi là nhà thờ Alexander. Tòa hòa giải rộng quyền vùng Chaka đã bác đơn kiện của người công giáo và ngôi nhà thờ này tiếp tục được sử dụng làm phòng hòa nhạc thánh phòng cho thành phố Karov. Trước thời Cộng sản Nga, người công giáo trong vùng đã nhiều lần làm đơn xin xây dựng một ngôi thánh đường, nhưng dưới áp lực của chính thống giáo, đơn xin của họ liên tục thất bại. Người công giáo địa phương hầu hết đến từ các gia đình gốc Ba Lan, nhưng cũng có nhiều người thuộc các dân tộc khác. Năm 1894, Nga hoàng Alexander Đệ Tam mắc một chứng bệnh thận trầm trọng trong cố gắng cải thiện sức khỏe của ông, triều đình Nga dự định đưa ông ra nghỉ ngơi tại đảo Phu. Trên đường đi, ông nghỉ tại thành phố Karov một thời gian. Đến khi ông qua đời, người công giáo trong vùng xin làm một ngôi nhà thờ để kính nhớ ông, gọi là nhà thờ Alexander. Chính quyền địa phương không thể từ chối nên họ phải cấp phép cho anh chị em giáo dân xây dựng ngôi nhà thờ này và được chính thức khánh thành vào năm 1903. Nhà thờ còn được hưởng tình trạng đối tượng di sản văn hóa của dân tộc Nga ở cấp khu vực. Tuy nhiên, tình hình thay đổi sau khi Cộng sản chiếm được Nga. Nhà thờ đã bị đóng cửa vào năm 1933, biến nó thành một phòng khám thú y. Vào năm 1937, vị lãnh đạo của công giáo trong vùng là chân Phước Leonid Fedorov đã chết ở Kharov sau nhiều năm bị giam cầm trong các trại tập trung. Cha sở cuối cùng của nhà thờ là cha Francis Bruce bị bắn vào năm 1938. Thông báo về việc xin cầu nguyện. Kính thưa quý vị và anh chị em, đại dịch coronavirus kinh hoàng vẫn đang tiếp tục hoành hành ở mức thật đáng sợ với hơn 8 triệu người nhiễm bệnh. Đó là chưa kể con số hàng trăm triệu người phải mất công ăn việc làm. Những người già cô đơn và âu lo, và biết bao nhiêu quốc gia trong đó ngày tái tục các thánh lễ vẫn còn làm một tương lai mịt mờ. Giáo hội luôn ở bên cạnh những người đau khổ, chia sẻ những âu lo và khổ đau của Cộng đoàn Dân Chúa. Vì thế, trong hoàn cảnh kinh hoàng này, nếu quý vị và anh chị em gặp tang chế, bệnh tật, buồn bã ấy nấy trong lòng, Lo Âu sợ hãi cho tương lai và muốn các linh mục cầu nguyện cho quý vị và anh chị em, xin gửi một email về địa chỉ VaticanTV gmail com Xin quý vị vui lòng đừng gửi tiền bạc gì cả. Đây là nghĩa vụ chúng tôi cầu nguyện cho quý vị và anh chị em. Chỉ cần gửi cho chúng tôi một email ý cầu nguyện của quý vị và anh chị em. Quý vị và anh chị em có thể yên tâm rằng trên thế giới này vẫn có những người nhớ đến mình và các linh mục cũng như cộng đoàn tham dự các thánh lễ trực tuyến sẽ cầu nguyện cho quý vị và anh chị em. Xin Chúa chúc lành và ban bình an cho quý vị và anh chị em. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới Laudetur đế tua Jesus Christos ngợi khen Chúa Giêsu Kitô